Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2021, thứ tư, tuần thứ 29 mùa thường niên năm lẻ. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác hay chết của anh em, khiến anh em phải văn phục những dục vọng của nó. Anh em cũng đừng dùng các chi thể anh em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại và hãy hiến dân các chi thể anh em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa vì chân tội lỗi không còn bá chủ được anh em bởi anh em không còn ở dưới chế độ lệ luật nhưng dưới chế độ ăn sủng thế nghĩa là gì nào chúng ta cứ phạm tội đi vì chúng ta không ở dưới chế độ lệ luật nhưng dưới chế độ ăn sủng ư không phải thế, chứ thì anh em chẳng biết rằng anh em hiến thân làm nô lệ để văn phục ai thì anh em là nô lệ của kẻ anh em văn phục đó sao? Hoặc là nô lệ của tội lỗi để rồi phải chết hoặc là nô lệ của Đức Văn Lời để rồi được nên công chính. Nhưng cảm tạ Thiên Chúa vì xưa kia anh em là nô lệ của tội lỗi mà nay anh em đã hết lòng vâng theo khuôn mẫu đạo lý đã truyền cho anh em noi giữ một khi anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, anh em đã được nhận vào phục vụ đức công chính. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Ơn phụ trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa. Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, Israel hãy sướng lên. Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, Khi thiên hà cùng chúng tôi gây hăng, Bây giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, Khi họ bần bần vẫn dư chúng tôi, Ơn phụ trời chúng tôi ở nơi danh Chúa. Bây giờ nước cả đã lôi cuốn mất, Đào lưu đã ngập lút con người chúng tôi, Bây giờ sông ca kiêu hùng đã ngấp lúc chúng tôi Chúc tụng chua vì Ngài đã không đe chúng tôi Nên mồi trao đưa vào răng chung Ơn phụ trợ chúng tôi ở nơi danh chua Hồn chúng tôi như canh chim non Thoát khỏi lưới giò của người gài bay bắt chim Lưới giò đã đứt gãy và chúng tôi đã thoát thân ơn phụ trợ chúng tôi ở nơi danh chúa là đơn tạo thành trời đất ơn phụ trợ chúng tôi ở nơi danh chúa Alleluia, Alleluia Lạy Chúa xin mở rộng tầm con mắt của con Để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ác sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình, cho nên các con hãy sẵn sàng vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng, lại thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người. Chúa phán, Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tiến khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tới đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trong coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn nên đánh đập, tớ trai, tớ gái, ăn uống say xưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ và giờ nó không biết chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ nhiều hơn đó là lời, chua, lời chúa lạy chúa Kitô ngợi khen chúa chăm sóc ngôi nhà chung chúa Giêsu nói vậy thì ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc Luca chương 12 câu 42 suy niệm khi mà hiểm họa hủy diệt môi trường sinh thái không còn là chuyện viễn tưởng người ta mới nhận ra con người phải khẩn thiết ý thức trách nhiệm đối với vũ trụ này hãy là những người quản lý tốt trái đất mà chúng ta được thừa hưởng tất cả chúng ta cùng chia sẻ hệ sinh thái và tài nguyên quý báu của trái đất này và mỗi người chúng ta đều đóng một vai trò trong việc bảo tồn chúng. Coffee Anna Thật ra, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã đặt họ làm người quản lý trái đất để cày cấy và canh giữ đất đai. Sáng thế chương 1 câu 26, chương 2 câu 15. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại người quản gia của Chúa phải trung tín và khôn ngoan khi phục vụ tha nhân là kẻ ăn nghỉ ở trong ngôi nhà chung là trái đất này và là công trình của Chúa dựng nên cho chúng ta mời bạn thánh gioan paulo đệ nhị nói cách riêng các kỳ tư hữu nhận thức rằng họ có trách nhiệm đối với thụ tạo và bổn phận của họ đối với thiên nhiên và với đấng tạo hóa là một phần thiết yếu trong niềm tin của mình sứ điệp ngày thế giới hòa bình năm 1990 để đối lại lối sống hưởng thụ ích kỷ là cả nguyên sâu xa dẫn đến hủy hoại môi trường mời bạn góp tay xây dựng một nền văn hóa thân thiện, môi trường qua lối sống tiết độ và biết hy sinh quên mình để chia sẻ và phục vụ tha nhân. Sống lời Chúa, hàng ngày duyệt xét lại cách sử dụng của cải. Thứ nhất, có phong phí gây tổn hại cho môi trường không? Thứ hai, có quan tâm chia sẻ với những người yếu thế, dễ tổn thương không? Cầu nguyện. Hát kinh hòa bình lời bài hát Kinh Hòa Bình của nhạc sĩ Kim Long Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người Lạy Chúa xin hãy dụng con như khí cụ bình an của Chúa Để con đem yêu thương vào nơi oán thù Đem thứ tha vào nơi lăng nhục Đem ăn hòa vào nơi tranh chấp Đem chân lý vào chốn lỗi lầm để con đem tiên kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng để con rọi ánh sáng vào nơi tối tâm đem niềm vui đến chốn u sầu lạy chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết tìm yêu mấy người hơn được người mến yêu vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời Ôi thần linh thánh ái Xin mở rộng lòng con Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn an bình Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày Làm trai nên chết ở biên thùy Gần một nửa thế kỷ trước, Chúa Giáng sinh, một danh tướng nhà Đông Hán là Mã Viện đã nói một câu bất hủ làm trai nên chết ở chốn biên thùy lấy da ngựa bọc thân mà chôn chứ nằm xuống giường mà chết trong tay người nâng đỡ thì còn xứng gì tạ thành sparta thuộc cổ hy lạp mỗi khi tiễn con ra trận người mẹ thường đưa cho con một cái mọc và bảo con rằng cùng với nó con hãy nằm trên nó cùng với nó con đắc thắng trở về nằm trên nó xác con được mọi người kính nể khiêng vác trên vai Người Kitô chúng ta cũng đã nhận lấy một chiếc mộc, đó là chiếc mộc của bí tích rửa tội. Qua cửa ngõ của bí tích này, chúng ta như được gửi ra chiến trường. Cái chết từng ngày là điều đang chờ đợi chúng ta, nhưng cái chết đó là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Đức Kitô. Vị thủ lãnh của chúng ta đã đi qua con đường ấy, Ngài cũng đang có mặt trong cuộc chiến của chúng ta để dìu dắt chúng ta trong từng phút giây nếu có một lúc nào đó chúng ta chán nản muốn đầu ngủ và bỏ cuộc chúng ta hãy nhìn lên thập giá của ngài thập giá đó phải là ánh sáng soi dẫn những đoạn đường tâm tối trong cuộc chiến của chúng ta bài trích sách lẽ sống